Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN. Ok, hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một clip tắm bể bơi ở dưới lòng đất đấy. Nhưng mà hôm nay là một ý tưởng rất là khác, khác hoàn toàn luôn. Đó chính là tắm cùng với lại đá khô CO2 đấy. Thì tôi đã mua khoảng tầm 15 kg đá khô và đang để trong tủ lạnh. Bây giờ thì tôi sẽ vào đấy lấy đá khô ra đây và đập vào thảo dưới bể bơi này. Đây các bạn nhìn này, đấy. Đây là cái bể bơi hôm nọ tôi dùng để tắm. Cái nước cũ thì tôi đã xả hết ra rồi và tôi mới bơm lại cái nước mới vào. Thì nhìn nước mới rất là trong và tôi bơm cao hơn một chút. Đấy. Còn bên này thì các bạn thấy này, đấy, lung linh ánh đèn luôn. Đó, ok, soi kỹ cho các bạn thấy. Dây điện thì đây các bạn nhìn nhá, tôi dán rất là kỹ này, thậm chí là buộc vào đây là rất là chắc, nên là không có trường hợp mà rơi bóng này xuống đây đâu. Mà nếu mà đen quá rơi xuống thì là hẹo thôi, đấy, thăng thiên. Ok, thế soi qua cho các bạn xem tí, bởi vì clip trước là nhiều bạn bảo là dây điện để như này rất là nguy hiểm. Thật sự là cũng rất nguy hiểm thật, nhưng mà dính vào đây rồi rất là chắc. Một chỗ dính này, hai dính này, ba dính này, đấy, còn buộc kia cơ. Ok, nói chung là tôi không lo lắm đến cái vấn đề mà dây điện nó rơi xuống. Nếu mà đen quá rơi xuống thì thôi, ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi với thằng cu Huy này. Ok, hôm nay chỉ có hai thằng tắm thôi, bây giờ không linh tinh liên thuyền nữa, sẽ vào trong đây để lấy đá khô ra và đập. Đi vào đây, đấy, mở tủ ra. Oh, sổ đá khô này, ở đây là có 10 viên đá khô đấy, nặng 15 kg, mỗi một viên này nặng mà 1,5 cân. Bây giờ lấy hết ra và đập. Rồi, trước khi bốc đá khô thì phải đeo găng tay vào. Tôi mua đá khô thì người ta tặng tôi một đôi găng tay đấy, đeo vào thì cầm đá khô nó dễ hơn. Ok, nặng đấy. Nó bốc khói kinh rồi các bạn. Đá khô này thì cầm bằng tay nó rất là lạnh này các bạn, nó lạnh buốt tay luôn. Tôi đông một tí thôi mà rất là lạnh. Đấy, đánh cóng tay luôn này. Ok. Nên bây giờ là sẽ đập nhỏ ra đây. Huy đập với Huy. Đấy, đập nhỏ ra. Cứng thế. Đập nhỏ em mét ra. Đập dễ vỡ đúng không? Dễ hơn đá thường. Khi mà đập ra này, đấy, nhìn nó bốc khói rất là kinh. Bây giờ thử thảo đây xem như nào nhé. Thử thảo này, nó nổ bóng lên. Đấy, thảo một viên mà nó sủi bóng như thế này, không biết tí thả nhiều xuống nó như thế nào. Đấy, bây giờ cứ phải đập đã. Rất là nhiều đá khô này, là đập hơi lâu một chút. Dưới này thì các bạn thấy này, nó đang sủi này. Và khói ở trên này nó còn chảy xuống dưới này cơ, nhìn rất là hay. Dưới kia từ nãy thả đến giờ tầm vài phút rồi mà nó vẫn còn đang sủi bóng lên. Và đá khô này sủi rất là lâu luôn. Ok, bây giờ thì tôi sẽ lại liều mình xuống dưới bể bơi trước. Đấy. Không may làm sao thì tôi chịu hết hứng hết rồi. Tiếp tục xuống bên này, không xuống bên kia nữa. Ok. Đúng là không sợ cái gì ngoài sợ dây điện. Cẩn thận, nó lại chập vào đít phát. Ok, tôi vừa mới xuống thế này xong. Hôm nay tôi xả nước hơi cao đấy các bạn nhìn này. Đó, trong này hơi vang tí. Thì bây giờ tôi sẽ phải đỡ cái hộp đá khô xuống. Ôm chặt vào nha. Ôm chặt vào. Đó. Dưới là giữ tay nha, anh chỉ giữ ở dưới thôi. Hạ xuống này. Rồi, ok. Ở đây, đá khô đang ở trong này. Đấy, đây là cái thùng đá khô. Đấy, các bạn nhìn nước trong chưa? Nhìn thấy hết chân nhá. Hôm nay tôi vệ sinh rất là sạch cái bể bơi này. Sau đó thì tôi mới xuống dưới này. Đấy, nhìn rất là trong. Mát thế. Mát không? Mát. Xuống đây. Xong cho ghế lên trên đấy luôn. Em sợ tí chết cóng ấy. Không lạnh ngáo. Okay. Mát vai, nhìn nước trong như các bạn. Lúc đầu hơi xuống hơi lạnh thật, nhưng mà tí nó đầm là hết lạnh ngay. Lạnh phết, nói chung là hôm nay ở quê tôi nó mưa, đâm ra rất là lạnh. Đều bắt đầu là bắt đầu. Ui giời ơi, sướng xuống mát nó bị sướng các bạn. Chứ cái ngồi bên trên là lạnh lắm, chú xuống thử đi, mát cực.
Đấy là ngồi xuống nó đỡ đúng không? Ok. Bây giờ thằng Huy nó sẽ sang bên kia. Đấy rồi. Cho thùng đá khô lên này. Bây giờ hất sang bên này trước nha. Rồi đây. Wow. Còn này, đây đá khô đấy các bạn. Cứ bốc xong rồi vứt lại đây nha. Em tung không phải em. Vứt đi. Rồi, Huy đang vứt đá khô các bạn nhìn này. Đấy là lý do tại sao mà tôi phải khoan cái lỗ trên này. Ví dụ mà khó thở quá hoặc là không có oxy thì lên thở. Hiểu không? Đấy, đây chưa? Khi nào mà nhiều khói quá nó hút để cho bay hết lên. Thấy chưa? Khôn chưa? Đấy. Nên là bên trong này nó sẽ rất là thoáng. Các bạn nhìn này, đấy, nó hút khói. Ui, đẹp vãi. Ui. Ui, nhìn này. Nhìn đẹp vãi. Đấy, nó hút hết khói lên trên đây các bạn này. Thấy chưa? Hết sạch khói. Huy đâu rồi Huy ơi? Huy ơi. Huy. Sau khoảng tầm 5 phút ở dưới đấy, bây giờ tôi thằng Huy phải mò ở đây bởi vì dưới đấy rất là khó thở thật sự luôn. Thế là tôi khuyên tất cả bạn nào mà định nghịch chỗ này không nên nghịch. Ok, không nên nghịch. Nghịch thì nghịch chỗ nào thoáng thoáng thôi, chỗ nào mà kín kín thì không nên nghịch, nó rất là khó thở. Đây, giờ đổ nước đây xem như nào. Đảm bảo đây khói. Ui, ui, sợ. Nhìn kinh khủng. Đấy các bạn nhìn cái đá khô kinh khủng chưa?
Về quá. Cứ để lại để cho ra. Nhìn đẹp quá, nhìn ảo diệu chưa? Ok rồi, kết thúc clip. Chúng tôi đã an toàn ở trên mặt đất và không bị làm sao cả. Rồi, hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye. The summer's calling, if the kingdom's overthrown.